các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vô thăm cái chùa Mấy Cu và Mấy Sảnh của mình nè. Mấy Sảnh sẽ kêu từ nãy buổi sáng mình chưa quay cho các bạn cái đi đi. Rồi em Cu nè các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách dạy cho Cu lên mồi nhanh nhất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Đó các bạn, nó đang gáy đó, nó đang bò như con cua nãy mình quay cho các bạn coi đó. Giờ nó im, nó ra tiếng động rồi, nó im rồi các bạn. Tại nó mới lên mồi nở các bạn ơi. Cô luyện nha. Bởi vì các bạn nhớ ủng hộ, đăng ký, nhận xét và subscribe cho mình nhé. Đăng ký kênh nữa để mình nhận xét bên dưới, giờ mình cùng trao đổi về cái kiến thức nuôi cu thần chủng. Bye-bye.